188天. Chụp xong rồi ạ, mình giờ đi bên nào? Trong đó mình có nghĩa là chúng mình. 拍好了，我们现在往哪边走? 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 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Quyết định vậy nhé, một lời đã định. 一言为定. Đăng ký một cái tài khoản Facebook. 注册一个脸书账号. Nhất định khác rồi đúng không? 一定可了吧. Xin đợi chút, dùng cách lịch sự. 请稍等. Chất lượng. 质量. Có dự định hay không? 打不打算. Nhớ gọi điện thoại thông báo cho chị. 记得打电话通知我. Cứ nói tiếng Trung suốt. 一直说中文. Loại phương pháp này. 这种方法. Giao tiếp thông thường còn gọi là được. 日常交流还算可以. Đến cả người bản địa. 连本地人. Chọn chuyên ngành tiếng Việt Nam. 选越南语专业. Còn đang ở trong hòm, còn đang ở trong vali. 还在箱子里. Mỏi chân thật. 真累脚. Phố người Hoa. 华人街. Đi vào bên trong đó xem. 去那里面看看. Đi về phía trước đại khái 200 mét. 往前走大概200米. Bên trái sẽ có cái bãi để xe dưới hầm. 左边会有个地下停车场. Chỗ để xe chị phải nhớ kỹ đấy nhé. 停车位你可要记好哦. Nửa tiếng đồng hồ mới tìm thấy. 半个小时才找着. Súng di động chụp lại. 用手机拍下来. Cho khỏi quên. 免得忘记. Đi về bên nào, đi bên nào. 往哪边走?